ta san thủy mây ô tinh địa linh nhân ở kiệt mà tôn vinh đức hiền ở tai. Dòng sông Lam, dãy núi Hồng không chỉ mang đến cho xứ Nghệ một cảnh sắc sơn kỳ thủy tú. Đúng như tên gọi, Trùng Lai danh thắng địa có nghĩa là vùng danh thắng của mọi thời. Đây còn là nơi sản sinh, dung dưỡng nên những bậc anh minh, kỳ tài của nước Việt. Nằm ở phía đông nam tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn hiện rõ thế đất địa linh với ba dãy núi Đại Huệ, Hùng Sơn, Thiên Nhẫn bao quanh, phía dưới là dòng sông Lam uốn lượn. Là mạch nguồn văn hóa và sự sống của xứ Nghệ, dòng Lam Giang uốn mình trở nặng phù sa, bồi đắp khắp các miền quê Nghệ An, nuôi nấng nên ba bậc danh nhân kỳ tài của đất Việt. Trong đó, chỉ riêng Nam Đàn đã có tới ba người con kiệt xuất là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước Phan Bội Châu và vua Mai Hắc Đế. Chẳng thế mà khi La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đến Nam Đàn, ông đã phải ca ngợi: Trung Sơn Tam Đỉnh Hình Vương Tự, kế thế anh hùng Vượng Tử Tôn. Nghĩa là, núi Trung có ba đỉnh hình chữ vua, nối nghiệp cha anh, con cháu sẽ nở rộ những anh hào. Để rồi ngày nay, không chỉ người dân Việt Nam mà cả du khách quốc tế đều muốn lựa chọn Nam Đàn cho hành trình khám phá giải đất chữ S của mình, chỉ bởi đó là quê hương của Hồ Chủ tịch. Chúng ta đang về thăm di tích Lăng Sen. Đây là quê nội của bác Hồ. Bác Hồ sống 5 năm thời niên thiếu, từ khi người 11 lên 16 tuổi. Và quá trình ra đời của di tích thì cách đây đã hơn 100 năm rồi. Năm 1901 thì bố của bác là ông Nguyễn Sinh Sắc thì ông đi thi đỗ từ học vị phó bảng. Thì nhân dân Lăng Sen rất là vui mừng vì lần đầu tiên làng mới có một người đỗ cao như vậy. Cho nên người thì góp công rồi người góp của đã mua ngôi nhà lớn năm gian này em. Mừng cho ông Nguyễn Sinh Sắc và dừng trên mảnh đất này gọi là đất học điền, tức là đất dành cho người học giỏi. Trong căn nhà nhỏ năm gian hiện vẫn còn giữ lại những kỷ vật từ những ngày gia đình bác còn sinh sống. Có thể nói, 5 năm sinh sống ở làng Sen đã có những tác động rất lớn đến nhận thức tư tưởng để bước đầu hình thành nên tình yêu quê hương đất nước và hun đúc ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của bác Hồ. Vườn làng này nó gắn với một cái câu chuyện rất là cảm động. Đấy là khi mà bác Hồ về thăm quê thì mọi người có xin phép bác là trồng hoa ở trong vườn nhà bác cho đẹp. Bác cười và nói rằng là bác đồng ý trồng hoa. Nhưng mà bác nghĩ hoa khoai lang vẫn đẹp. Ý của bác nói là bởi vì ngày đó dân rất là đói, rất là nghèo. Cho nên là trồng khoai lang là vừa cho hoa đẹp, vừa có lá, lại vừa có củ để cho dân mình chống đói. Và thực hiện lời dạy của bác thì từ đó cho đến bây giờ là mùa nào tức nấy thì chúng ta vẫn sản xuất ở trong vườn nhà bác. Nếu không về tận nơi và lắng nghe câu chuyện này, mấy ai sẽ hiểu hết được ý nghĩa của những luống khoai lang tưởng giản đơn mà lại nghĩa tình đến thế. Rồi cả giếng cốc, nơi bác vẫn ngày ngày ra gánh nước về cho gia đình dùng suốt những năm tháng tuổi thơ. Cả lò rèn ông Cố Điền, nơi bác vẫn sang chơi mỗi khi rảnh rỗi, giúp thụt bể, đắp đe rèn nông cụ, hay nhà cụ cử Vương Thúc Quý. Nếu như làng Sen quê cha khiến ta thêm tự hào về nơi đã nuôi dưỡng nên phần nào ý chí ra đi tìm đường cứu nước của bác, thì Hoàng Trù quê mẹ lại khiến bao người phải bâng khuâng về những giản dị, thân thương mà bác đã sinh ra và sống những năm tháng đầu đời. Cụm di tích Hoàng Trù nằm trên diện tích 3.500m2 là nhà của cụ Hoàng Xuân Đường, ông ngoại của Hồ Chủ tịch. Trong ngôi nhà tranh ba gian, nếp mình dưới khóm tre xanh, cậu bé Nguyễn Sinh Cung cất tiếng khóc chào đời và sinh sống cùng cả gia đình cho tới 5 tuổi.
nhưng hình ảnh quê ngoại, đặc biệt là những kỷ vật gắn bó với tuổi thơ êm đẹp vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí của người cả khi đã là chủ tịch nước. Vẫn còn đó chiếc khung cửi mà bà Hoàng Thị Loan đã miệt mài xê sợi, đưa thoi nuôi sống cả gia đình. Để rồi sau khi mẹ mất, năm 1942, ông Nguyễn Sinh Khiêm, anh trai Bác Hồ, đã đưa hài cốt của bà Hoàng Thị Loan lên an táng tại núi Động Chanh trên dãy Đại Huệ, nay là xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Khu mộ cũng có hình chiếc khung cửi như để tri ân công đức của bà đã dành trọn cuộc đời vì chồng con, đất nước. Hàng năm, khu di tích mộ bà Hoàng Thị Loan đã đón hàng ngàn lượt du khách khắp cả nước về thăm viếng. Đặc biệt, ngày 6 tháng Giêng, ngành du lịch Nghệ An lại tổ chức lễ dâng bánh chưng tri ân công lao của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thường niên đã thu hút đông đảo du khách thập phương tham gia. Nổi bật trong quần thể khu di tích Kim Liên còn có dãy núi Chung với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của rừng thông xanh mướt, chẳng kém gì Đà Lạt. Nơi đây, Bác đã dành cả tuổi thơ chơi thả diều, đuổi bắt với các bạn của mình. Nơi có đền Thánh Cả, thờ tướng Nguyễn Đắc Đài, một vị tướng thời nhà Trần vừa được phục dựng nằm trên đỉnh núi, cũng là một địa điểm vô cùng linh thiêng. Ngoài khu di tích Kim Liên, Nam Đàn còn có hai khu di tích quốc gia đặc biệt khác là khu tưởng niệm nhà yêu nước Phan Bội Châu và đình Hoành Sơn với kiến trúc gỗ thuộc hàng tinh xảo nhất nhì miền Trung. Lăng mộ và đền thờ vua Mai Hắc Đế linh thiêng nổi tiếng hay đình Trung Cần, tất cả tạo nên cho hành trình về với quê hương Nam Đàn mang đậm màu sắc vừa lịch sử vừa văn hóa tâm linh ít nơi nào có được. Để rồi, ta sẽ phải bất ngờ về nơi đã hun đúc nên một người con vĩ đại, kiệt xuất của Việt Nam và vang danh cả thế giới, cũng chỉ bình dị, chân phương như bao miền quê khác. Bình dị từ những câu ví dặm mộc mạc đã tưới tắm tâm hồn người suốt những tháng ngày thơ ấu. Đường về quê Bác nay đã rộng rãi thanh thang hơn, đời sống người dân cũng ngày một phát triển, nhưng những làng quê vẫn yên bình, giàu truyền thống như bao đời nay vẫn thế. 2020 cũng là năm kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng kiệt xuất đã lừng lẫy Nam Châu bằng nhân cách vĩ đại của mình. Sau tất cả, người vẫn là một vị cha già kính yêu của dân tộc. Thế nên tôi tin rằng, không chỉ tôi mà tất cả người con Việt Nam trong chuyến trở về quê Bác vào đúng dịp này sẽ càng thấy yêu thương và tự hào hơn bao giờ hết.